Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà Đất Nevada, chuyên review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Hiện tại bữa nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà bán của anh Dũng. Số điện thoại liên hệ bên trên góc phải màn hình. Không trung gian, không phí hoa hồng. Nhà bán thuộc đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Đặc biệt là cái căn nhà này, cái bề ngang của nó lên tới gần 8 mét luôn anh chị. Việc này cực kỳ hiếm tại nhà đất ở quận Phú Nhuận anh chị ha. Một nơi mà cư dân ở đây mức sống cao, đồng thời là hẻm xe hơi vô được. Xung quanh nhà mình là trí thức nè, rất là yên tĩnh luôn anh chị, không hề bao giờ có một tiếng hát karaoke vọng ra luôn. Rồi cái vị trí này ngay cái đường Phan Đăng Lưu, nếu mà anh chị đi tay phải là tới phố ẩm thực Phan Xích Long, tới bệnh viện Hoàng Mỹ, hoặc là anh chị đi thẳng là tới ngã tư Phú Nhuận. Còn anh chị quẹo tay trái là mình sẽ tới chợ Bà Chiểu nha, tới bệnh viện Gia Định đó. Thì từ đường Phan Đăng Lưu bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị đường đi vào nhà. Mình quẹo vào đường Thích Quảng Đức, đi có chút xíu à. Đây bên tay trái mình là Bách Hóa Xanh. Thì nhà mình là hẻm 38 nha. Anh chị chạy từ từ thôi, nếu mà chạy nhanh quá là mình sẽ đi qua hẻm luôn á. Hẻm 38 sẽ nằm bên tay phải, nhà 1 sẹt 38 sẹt 31, hẻm xe hơi rộng 4,5 m, có thể thiết kế đưa xe thẳng vào bên trong nhà luôn. Cái hướng này nếu mà anh chị đi thẳng là mình có thể đi về chợ Nguyễn Đình Chiểu nè, rồi đi ra bên cơ mắt Nguyễn Kiệm được nè. Rồi bên tay phải mình có mấy cái hẻm mà đi thông qua bên Nguyễn Thượng Hiền đó anh chị, thì mình có thể đi về chợ Cây Quéo được nha. Rồi tới đây anh chị ơi, chạy có chút xíu từ đầu đường thôi. Bên tay phải mình đây là hẻm 38, lộ giới 4,5 m. Thì anh chị xem ở trên video thì có thể thấy là cái hẻm nó hình ảnh nó sẽ nhỏ hơn bên ngoài, chứ còn bên ngoài là hẻm nó lớn lắm anh chị thấy ha. Đó, hẻm này là hai xe hơi tránh nhau được luôn. Mình chạy vào thì cái căn nhà đang cần bán nó sẽ nằm bên trái. Đây, căn nhà nằm bên tay trái. Bây giờ mình xuống vị trí này quay chi tiết cho anh chị xem nha. Và đây là hướng mình mới vừa chạy vào. Như anh chị thấy ha, từ bên ngoài mặt tiền đường Thích Quảng Đức, cái hẻm này bề rộng lên tới 4 m, xe hơi có thể lưu thông được. Rồi, bây giờ mình sẽ quay cho anh chị xem chi tiết căn nhà bữa nay nha. Đó, đi vào bên trong đây. Căn nhà này thì nó có cái bề ngang rất là lớn anh chị. Anh chị mới vừa đi vào nhìn á thì thấy được cái sự hoành tráng nha. Đây, một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng. Bên trên mình có cái thêm cái sân thượng á, rất là rộng luôn. Anh chị ngồi, mình có thể là tập thể dục trên đó nè, hoặc là cà phê, cà pháo này nọ. Và hẻm này là hẻm nội bộ anh chị. Khu vực này á, là dân trí thức cao, điều kiện mức sống rất là cao. Vị trí quy hoạch đất ở, xây dựng nhà cao tầng. Như anh chị thấy ha, đó, đối diện qua nhà mình cũng có cái căn rất là đẹp nè anh chị. Xây giống như là biệt thự mini gì đó. Rồi, bề rộng hẻm trên giấy á, thì mình thấy hẻm này 4 m, nhưng mà thực tế mình thấy có thể là nhỉnh hơn anh chị ha, nhỉnh hơn luôn. Rồi, nhà là 38/31 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Đó, hẻm nhìn rất là thích như anh chị thấy nha. Và theo như chia sẻ mình biết được á, thì ở cái khu vực hẻm này không có một tiếng hát karaoke luôn anh chị. Tại vì ở đây á, người dân rất là tri thức, mà dù người ta có hát á, thì người ta cũng vô phòng cách âm hết à, chứ không có cái chuyện mà mở sùm lối sớm đâu. Anh chị nhìn cái hẻm sạch, rất là sạch luôn. Đó, không có phải là xả rác bừa bãi này nọ đâu như anh chị thấy. Rồi, nhà mình có một cái khoảng sân 1 m chỗ này. Anh chị có thể là mình trồng cây xanh ha. Bên trên cũng có làm cái rào sắt nè. Đó, nhà cực kỳ là đẹp, VIP, quận Phú Nhuận mà. Vị trí tiện ích xung quanh, chợ, trường học, bệnh viện, tất cả các thứ luôn, đầy đủ hết. Hầu như ai cũng muốn sở hữu một căn nhà tại khu vực quận Phú Nhuận này. Anh chị đi lại tất cả các nơi đều thuận tiện, lên Gò Vấp, Bình Thạnh, đi qua quận 3, quận Nhất, về Tân Bình. Nói chung là anh chị đi lại là thuận tiện vô cùng luôn. Căn nhà này thì cái bề ngang phía trước là 7,85 m, còn cái chiều sâu vô là 7,86 m, cũng có thể nói là gần như hình vuông đó anh chị. Và nó hướng đông nam, hợp mạng cho anh chị là đông tứ trạch nha. Hiện tại là có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Đây là khu vực bên dưới tầng trệt. Đó, vậy thấy rất là đẹp luôn.
Rồi bên trên đây là tầng lửng nè, trên tầng lửng là khu vực của bếp nha. Rồi quang cảnh một vòng thì anh chị thấy phía sau nhà mình có cái góc này nè, có cái góc này nè, đó bức tường này nè đó, thì nó sẽ hơi hẹp vô, nó không phải là hình vuông như anh chị thấy ha. Hiện trạng có sao mình sẽ quay chi tiết như vậy luôn. Rồi hướng cầu thang đi lên, ngay đây là khu vực phòng khách, anh chị có thể làm được thêm một cái quầy bar ngay đây cũng được, khá là rộng rãi nha. Bên dưới cầu thang đó, để mình quay cho anh chị xem ha. Đó, cái phần tường đây. Rồi diện tích đất của nhà công nhận là 52,7 m², còn diện tích sàn là 152,8 m². Vị trí này là quy hoạch đất ở anh chị nha, nhà là hoàn công đủ, quy hoạch đất ở hướng đông nam. Mua bán là liên hệ trực tiếp chính chủ với anh Dũng, số điện thoại bên trên góc phải màn hình, sổ hồng riêng mình công chứng sang tên một nốt nhạc luôn. Rồi sau khi ở dưới tầng trệt xong thì bây giờ mình sẽ đi lên trên tầng lửng nha. Cầu thang đi lại bậc thềm á, bước lên rất là nhỏ anh chị, nó đi không có bị mỏi chân, cái bậc thềm cầu thang không có cao nha, bước lên rất là thoải mái luôn. Đi lên khu vực tầng lửng à, đây là khu vực của bàn ăn dành cho 6 người nè. À, có cửa sổ ha, mở ra thì ở đây mình có thể là trồng được một vài cây bông này nọ đó anh chị, tưới nước này nọ. Nhà có bề ngang á, thành ra cửa sổ ở khắp nơi như anh chị thấy. Rồi bên đây là khu vực tầng nhìn xuống tầng trệt nè. Đó, thì khi đi lên trên đây thì mình sẽ có cái nhà vệ sinh. Đầu tiên nội thất là cao cấp đó, có kiến nè, kiến có đèn luôn nha. Rồi tại vì nhà mình phía sau nó có con hẻm anh chị, thành ra là mình có cái cửa thoát mùi luôn đó. Bồn cầu liền khói, nước nóng năng lượng mặt trời. Ở đây là khu vực của bếp, thiết bị rất là cao cấp như anh chị thấy ha. Đó, quay sơ cho anh chị thấy được chi tiết luôn, không phải là hàng thường đâu anh chị ơi. Đó, còn về vấn đề nội thất thì anh chị nào muốn lấy nội thất thì mình liên hệ thương lượng trực tiếp với lại chủ luôn. Rồi ngay đây có cái tầng lửng có cái đèn anh chị, đèn chùm rất là đẹp nha. Rồi bên dưới có cái máy lạnh, đứng trong góc này mình quay chi tiết cho anh chị xem. Ok ha, bây giờ mình sẽ đi lên trên khu vực tầng 2 tầng 3 là khu vực của phòng ngủ. À, bên đây có cái đèn cầu thang là công tắc đảo chiều. Thì trên khu vực tầng 2 này sẽ có hai căn phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở trên đây thì được thiết kế rộng rãi hơn. Ở bên đây nè anh chị, chỗ này là mình có thể đứng để mình tắm nè. Rồi gạch ốp hết từ dưới lên trên. Rồi căn phòng ngủ đầu tiên, nhà tổng cộng là 3 phòng ngủ anh chị nha. Để được cái giường đôi rồi tủ quần áo vô, nhưng mà vẫn còn rất thông thoáng nha. Đây có một cái cửa sổ nè. Đó. Nhìn lên lại chỗ này giống như một cái giếng trời đó anh chị. Rồi trần nhà cũng còn rất là đẹp nha. Phòng ngủ quá rộng luôn, vị trí trung tâm như thế này, phòng ngủ quá rộng. Rồi đây có cửa chính đi ra ban công, có cửa sổ luôn, rèm cửa đầy đủ hết rồi. Đây mình để được, mình để cục nóng nè. Quang cảnh bên dưới, hàng xóm thân thiện, trí thức cao. Hẻm nội bộ, còn nếu mà anh chị đi cái hẻm kế bên á, nãy ở ngoài mình đi hẻm kế bên song song với hẻm này đó, là mình có thể đi thông ra bên Nguyễn Thượng Hiền, anh chị đi chợ cây quéo được luôn, đi qua khoảng 5 phút là tới chợ cây quéo. Vị trí này thì rất là nhiều chợ anh chị, chợ Nguyễn Đình Chiểu, chợ cây quéo, chợ Bà Chiểu đó. Rồi căn phòng ngủ thứ hai thì căn phòng ngủ này là mình sẽ có cửa sổ đó, anh chị nhìn qua bên kia ha, thấy được cửa sổ cũng gắn đầy đủ, máy lạnh, giường, bàn làm việc các thứ.
Rồi ở đây thì kế bên là phố ẩm thực, đường phố ẩm thực Phan Xích Long, rất là nổi tiếng, đầy đủ những quán ăn, nhà hàng, rồi khách sạn, những nhà hàng lớn đều tập trung về cái khu phố ẩm thực Phan Xích Long. Đây hướng cầu thang nè anh chị. Nhà được có cái bề ngang á, thành ra cầu thang làm cũng rộng nữa. Rồi lên trên này tầng 3 thì vị trí nhà vệ sinh cũng vẫn như cũ ha. Tổng cộng là 3 toilet, gương là có đèn luôn. Đó, có cái lỗ thoát mùi ra. Rồi ở trên đây, bên đây thì mình sẽ để cái máy giặt làm khu vực giặt đồ, sau đó mình đem ra ngoài này. Ở đây mình có một cái ban công trên đây đó, để mình phơi quần áo rất là tiện luôn. Ở trên lầu mình còn cái sân thượng nữa anh chị, sân thượng rất là chiêu nha, buổi tối mình lên đèn là tuyệt vời luôn. Rồi căn phòng ngủ thứ ba rộng rãi vô cùng, và hiện tại là có hai bên cửa sổ nè anh chị, cửa sổ hai bên lấy ánh nắng vô ngập tràn luôn đó, rất là rộng luôn anh chị ha. Đây mấy cái cửa sổ này nó làm cho ánh sáng á đưa vô, rồi mình có cái rèm cửa nè mình che lại, thành ra đảm bảo cho mình cái sự riêng tư. Rồi tivi nè, bên kia để tủ quần áo nè. Rồi ok, mình quay rất là chi tiết ha. Bước ra ngoài này, ban công ngoài này thì cũng được lót gạch sạch sẽ nè, đây cũng có để được cái máy giặt đó. Máy giặt ở đây thì có ống, có điện rồi, ống cấp, ống xả này nọ đó. Quang cảnh trồng được rất là nhiều cây, gió thổi vô mát rượi, tại vì hẻm này cũng rộng đó. Anh chị thấy cái cây đang rung rinh, hẻm lên tới 4 mét. Ở ngoài đầu đường đang có chiếc xe hơi đậu nè anh chị đó, xe hơi đậu một bên nhưng mà mọi người vẫn di chuyển được nha. Rồi bên trên làm những cái tấm gỗ, nhựa giả gỗ, nhìn cũng rất là sang trọng. Rồi ngay đây mình sẽ có một cái cầu thang xoắn ốc đi lên tầng sân thượng. Rồi xem tầng này nữa là mình sẽ mở sổ hồng để anh chị nhìn được tổng quan luôn nha. Đây, ổ cắm nè, công tắc. Rồi ở trên đây cũng là đúc thật luôn. Chị thấy trên đây là mình có một cái diện tích rất là rộng. Đây, được lót gạch, được trồng cây, rồi bồn nước, rồi có mái che ở trên, có đèn luôn. Đó, buổi tối mình sẽ mở những cái đèn này lên, rồi ngồi đây. Đó, có sẵn những cái bàn ở đây, anh chị có thể làm tiệc BBQ trên này, hoặc là sáng ra mình lên đây mình uống cà phê thư giãn ha. Đó, nè, buổi tối là anh chị thấy nè, mình có thể là mình mở mấy cái đèn này lên nè, đó, ngồi rất là thư giãn luôn. Có sẵn mái che cho mình, xung quanh là làm những cái khung sắt để bảo vệ. Mặc dù khu này thì anh chị yên tâm về cái mức độ an ninh nha, dân cư ở đây thì trí thức cao rồi, nhà ai cũng là kính cổng cao tường hết. Đó, nhìn đối diện qua, mà hẻm này là hẻm nội bộ, thành ra nó yên tĩnh lắm anh chị, không có xô bồ xô bộn đâu. Quang cảnh một vòng. Nhà của mình thì được có cái là cái bề ngang rất là lớn, như anh chị thấy ha, những căn nhà đối diện này thì bề ngang khoảng tầm đâu đó 4 mét thôi, còn bề ngang của căn nhà anh Dũng đang bán á, rất là rộng luôn, lên tới 7m85. Đó, thành ra cái nhà mình nó được cái ánh sáng vô ngập tràn luôn anh chị. Rồi ok, nãy giờ mình đã quay chi tiết rồi, đây là phần sổ hồng riêng của nhà. Sổ hồng riêng của nhà có địa chỉ tại 38/31 Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Vị trí quy hoạch đất ở, anh chị mua bán hoàn toàn yên tâm. Diện tích đất công nhận trên sổ là 52,7m2 sử dụng riêng, đất ở đô thị lâu dài. Và diện tích sàn là 152,8m2. Bên phần sơ đồ thì nhà này có hướng đông nam, kết cấu một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng. Bề ngang là 7m85 và chiều sâu vào là 7m86. Cạnh bên trái và phía sau nhà mình không có tiếp giáp nhà dân, thành ra mình mở được cái cửa sổ thoát mùi cho nhà vệ sinh khá là thông thoáng.
Nhà có bề rộng hẻm thực tế lên tới 4,5 m. Anh chị có thể thiết kế đưa xe hơi vào thẳng bên trong nhà nếu muốn. Sổ hồng đã hoàn công đủ, rất là rõ ràng minh bạch. Mua bán công chứng sang tên một nốt nhạc. Với mức giá bán chỉ 12.900.000. Giá có thương lượng với anh Dũng qua số điện thoại là 0902 78 28 18, 0902 78 28 18, không qua trung gian, không phí hoa hồng. Sau khi mà anh chị đã tham quan xong căn nhà bán hôm nay ha, 38/31, thì bây giờ từ vị trí căn nhà mình sẽ đi vòng ra à, vòng ra ngoài để anh chị nhìn được tổng quan hơn. Thì anh chị nào mình muốn thiết kế lại á thì có thể mình làm lại khu vực này để xe hơi vô tận nơi được anh chị nha. À, rồi quan cảnh một vòng. Giờ mình đi ra nha. Hẻm này có thể nói là hai xe hơi có thể tránh nhau được anh chị nha. Bề rộng lên tới 4,5 m. Rồi đi ra đây. Quẹo tay phải là mình đi về đường Nguyễn Kiệm, đi về Cỡ Mắt anh chị nha. Quẹo tay trái thì bây giờ mình sẽ đi ra lại đường Phan Đăng Lưu. Nói chung thì quý anh chị nào mà mua nhà đất khu vực này thì anh chị đã rất là rành luôn về đường đi, tại vì nhà này cũng dễ kiếm nữa. Có một sẹt thôi, từ ngoài mặt tiền đường đi vô có chút xíu là tới rồi. Thì mình sẽ quay cho anh chị nào ở xa, có thể là Việt Kiều à, lâu năm anh chị cũng muốn về Việt Nam à, để mua nhà đất, thì từ năm sau 2025 là quý anh chị Việt Kiều có thể sở hữu nhà đất theo luật mới anh chị nha, không cần nhờ người thân đứng tên luôn. Đây mình đã ra tới đường Phan Lưu rồi. Thì khi mà quý anh chị Việt Kiều lâu năm á là cũng muốn về Việt Nam để mình ở mình những năm tháng mà cuộc đời sau khi mà đi làm xa đó anh chị, thì ai cũng muốn quay về nơi quê hương để mình ở sinh sống. Thì Việt Nam bây giờ cũng rất là phát triển, y tế giáo dục gì cũng đều cao hết anh chị ơi, mức sống đều rất là cao luôn. Rồi bên tay trái là đường Phan Xích Long nè. Bây giờ mình quẹo vào cái khu phố ẩm thực này, anh chị có thể nhìn được tổng quan. Đây phố ẩm thực Phan Xích Long, bên trái là trung tâm Cali à, thể dục thể thao của Cali Fitness. Ngay đây là có trung tâm Anh ngữ Ayla. Rồi bên tay phải mình là bệnh viện Hoàng Mỹ. Rồi Anh Văn Hội Việt Mỹ bên tay trái luôn. Ở vị trí này rất là trung tâm của quận Phú Nhuận rồi, có thể dễ dàng thuận tiện đi lại qua các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, quận 3, quận Nhất. Ở Anh Văn Hội Việt Mỹ nè anh chị. Thì khi mà quý anh chị Việt Kiều mình về đây để mà mình mua nhà đất á, lúc đó sẽ tạo ra một nguồn lớn về ngoại tệ, nguồn vốn đổ vô bất động sản. Lúc đó có khả năng là giá trị của bất động sản sẽ còn tăng rất cao anh chị nha. Có thể nói là cạnh tranh trực tiếp với lại những người dân trong nước. Tại vì nguồn vốn của bên anh chị Việt Kiều rất là mạnh. Hiện tại mình cũng biết rất là nhiều anh chị kinh doanh nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh này luôn, nhưng mà nhờ người thân đứng tên anh chị. Tiền của bên nước ngoài, ngoại tệ đổ về đó, nhờ người thân đứng tên mua bán kinh doanh này nọ. Thì sau khi mà có luật mới rồi thì tương lai là không cần nhờ người thân đứng tên luôn, anh chị có thể là tự mua, tự kinh doanh à. Vị trí này thì quán cà phê, nhà hàng rất là nhiều. Từ nhà mình đi ra đây là coi như sát bên anh chị ha, ở San Fulo, Highland này nọ. Còn cái căn nhà của anh Dũng đang bán á, thì giống như là biệt thự mini luôn vậy đó. Một diện tích rất là ổn, bề ngang gần 8 m, chiều sâu cũng như vậy. Thiết kế đưa xe hơi vô tận nơi. 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh. Tầng lửng là khu vực của bếp. Rồi bên trên sân thượng á, là mình có thể lên đó cà phê, tập thể dục. Rất là chill. Ở đây cái con đường Phan Xích Long này ngân hàng cũng nhiều lắm anh chị. Ngân hàng rồi những quán karaoke, những nhà hàng, khách sạn cũng nhiều. Bây giờ nếu mà anh chị quẹo tay trái á, là mình sẽ tới Cô Mắt Rạch Miễu nè anh chị. Nhà mình đi ra Cô Mắt Nguyễn Kiệm cũng gần.
mà đi qua có mắt Rạch Miễu cũng gần luôn. Rồi hiện tại thông tin đường đi, sổ sách, giá bán cũng đã công khai cho quý anh chị luôn. Mình liên hệ trực tiếp với anh Dũng, số điện thoại bên trên góc phải màn hình nha. Navada sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi kênh. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Anh chị là chính chủ có nhà cần bán hoặc cho thuê, hãy truy cập website navada.vn và để lại thông tin, hoặc gửi đến số Zalo 084 79 00089 để được hỗ trợ nhanh nhất.